chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mình chào các bạn. Các bạn ơi, cái cây đu đủ mình đang quay cho các bạn xem đây. Hoa chừng là nhiều trái luôn nè. Mà cái giống đu đủ này là cái giống quả dài nha các bạn ha. Giống quả dài này thì thường thường là cái ruột của nó rất là ít, mà cái thịt nó nhiều lắm nè. Mình quay cho các bạn xem cái cây đu đủ đây. Nó nằm ở trên cái con đường mà nối từ ấp Long Bình qua xã lộ 25 đó các bạn. Cái con đường rẫy á. Chỗ này thì mình thấy nó có khoảng chục cây á. Những cái cây kia thì nó cũng có trái loại dài này, quả nó vừa vừa thôi, nhưng mà riêng cái cây này thì nó quá nhiều quả luôn. Sẵn đây mình ghi hình để chia sẻ cho các bạn cùng xem nè. Mà đây là đang là vào cái mùa khô đó các bạn, mà đu đủ nó tốt như vậy đó. Như các bạn thấy là ở phía dưới là rau lang nó cũng xanh xanh rì à. Chắc ở đây là người ta tưới nước ghê lắm mà nó mới được xanh vậy á các bạn. Đấy, các bạn thấy cái những cái quả non ở bên trên mà nó cũng nhiều lắm nè, mà người ta cũng có vặt bớt đi rồi nè. Nhìn toàn cảnh một cái cây đu đủ rất là đẹp các bạn ha.